chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai. Vâng, tưởng chừng như trận đấu vừa rồi trận đấu dễ dàng thành Oanh không, nhưng Oanh đã thua trong trận vừa rồi. Và đây là trận thứ hai, Catanian đối đầu với Summerian. Kata đối đầu với Summer. Và các bạn trong chat đang bảo là trận vừa rồi thì bạn Egypt hit mà không dám lên cung. Thực ra mình nghĩ trận đấy đánh chém được bởi vì bài của anh là cái bài xấu. Đấy, cái bài hai heal nó là cái bài xấu. Anh chém là hợp lý nhưng mà bên kia là có một cái bài đẹp hơn thì thua là chuyện bình thường thôi. Không vấn đề gì cả. Cái này thì không liên quan đến cái việc sợ không. Hả? Vâng, thực ra cái này thì không liên quan đến sợ hay không. Một bài đấy đánh chém cái trận xác thôi. Các bạn ở bên họ là cái bài đẹp hơn. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, Kata đối với Summer. Vâng, map đang hơi xấu dành Hồng Anh. Quân thì là xấu hơn rồi. Summerian lại quân chống chém rất tốt. Và có lẽ họ sẽ đánh bên mình là một bài Catanian. Vâng, để Summerian đối đầu với Catanian, nó có họ có 1 tỷ bài đấu để đánh lại Catanian. Và Catanian thì có một cái bài mà trâu được đà hoặc là chuyển qua hai váy thôi. À, chuyển qua một váy thôi, gặp xin lỗi. Vâng, Catanian lại quân rất khỏe. Vâng, trời lạnh nhưng mà không thèm mặc hai váy, chỉ mặc một váy. Vâng, bài Hồng Anh quyết định đánh trâu dần. Không phải bài đánh ít dần đến từ Hồng Anh. Bây giờ đầu cũng chuẩn bị lùa về hết rồi. Nó còn một vài... vâng, còn đúng một con hiêu nữa thôi. Để cắt dân ăn bã quả phụ. Vâng, dân quả chính đang đứng chơi. Dân quả chính đang đứng chơi. Vâng, bài đang hơi xấu dành cho Hồng Anh. 26 dân. Thôi. Vâng, bài rất nghiệt. Kích đời. Vâng, qua cũng là quả xấu. Khó chịu thế rồi. Đập lô thôi. Một pha mà cần phải đập lô thần trưởng. Đập lô thần trưởng lên góc 12 giờ. Hy vọng Hồng Anh sẽ gặp được bảy quả phụ hay là cái gì đó. Phải xấu thế nhở? Vâng, đập lô, một chả thấy cái gì. Đây rồi. Vậy nhưng mà là cũng đúng theo cái dự đoán của tôi. Hồng Anh đã đặt vâng tìm quá quả phụ nhưng mà nó xa vô cùng. Kinh khủng tởm cái bài. Và một bài mà dò gần 50% bản đồ.
gần 50% bản đồ. Kinh khủng quá. Vâng, thêm một cái quả nữa. Và hai cái quả đều nằm ở siêu xa. BL dành Hồng Anh. Bộng bên kia Vi đào vàng rồi. Samarian đánh 25 dân và đào vàng. Một bài đánh chém đến từ dài dài. Thằng dạng biết tất cả các bài đấy, đùa đâu. Thủ phù, thủ phèo biết hết đấy. Vâng, trận này Hồng Anh kích cuối 11 đầu 12. Nhưng mà cũng rất ổn rồi. Bọn này kích này lại giỏi lắm rồi đấy. Vâng, bài mỗi đàn hiêu đầu lùa về hết. Vẫn đi đập lô siêu xa. Bác quả phụ tìm thấy nhưng mà nó rất xấu. Vâng, giò đã có rồi. Mà có lẽ Hồng Anh sẽ đánh bài giò thủ thôi. Bài xấu này giò công nó hơi, nó rất mệt. Vâng, Hồng Anh đặt một chiếc BM rất dị. Bên phía kia lên đời rồi. Lên đời xong. Vâng, ra đang một trận lên đời rất sớm. Mà lực Hồng Anh đang có một trận mà lực khá khỏe. Ăn nốt thêm mà, ăn thêm đàn điều. Lương thịt Hồng Anh đang là rất nhiều. Hồng Anh có nâng cấp cái gì không? Bánh xe. Lạc đà đến nơi. Vẫn hở. Đấy đấy, hở kia cơ. Ồ, rất may là game thủ dài dài không nhìn thấy. Rất may mắn cho anh trong tình huống vừa rồi. Bánh xe ơi. Một P. Vậy nhưng mà là vẫn bị phát hiện. Vâng, bắt đầu xóa ruộng. Và lạc đà đến nơi. Bánh xe đang thiếu một tí gỗ để có thể lên bánh xe. Bánh xe rồi. Bánh xe lên hơi muộn diện này. Lên sớm thì có lẽ nó sẽ tốt hơn. Một L tiếp theo. Như vậy bài đánh 2L đến từ Hồng Anh. Còn lạc đà vẫn đang rất khó chịu. Và lạc đà của họ cũng là lạc đà như mình thôi. Và lạc đà Omo. Hai loại lạc đà Omo đối đầu với nhau. Và lạc đà đang tràn vào bên trong phía bãi vàng. Họ đang muốn công bãi vàng của mình. Nhưng anh đang có một lực vẫn đang rất khỏe. Ra sân vẫn đang đều. Và ra đang tách lạc đà là khá thông minh. Có cúp R đến từ game thủ cầm Summer. Và nãy giờ thì Summerian của dài dài toàn công Catanian của Hồng Anh thôi. Công nãy giờ công rất nhiệt tình nhưng Hồng Anh đang có rất đông lạc đà. Bày 2L đến từ Hồng Anh. Nó cấp công em ơi. Làm cái công cho chất. Hồng Anh đang có vị trí là mặt rất xa. Một con đạn vã luôn. Ít máu vã luôn. Vâng, mất hai con dân đổi lại con lạc đà cũng được. Vâng, anh có một cái quả, vẫn còn một cái quả cạnh chiếc BM nhé. Có ăn hoang thì ăn hoang. Đây rồi, lại thêm một hai con cục R nữa. Để có thể móc máy vào nhà của Hồng Anh. Hồng Anh vẫn đang có một bài đánh thủ tôi đánh giá là hay. Dài dài mặc dù công rất phũ trọng thời điểm vừa rồi nhưng mà không thể công được Hồng Anh. Vì Hồng Anh sẽ làm một tên phản công lại với rất nhiều lạc đà. Nâng cấp công cho lạc đà em. Một A dành cho game thủ màu 6 dài dài. Có phủ. À chà. Rất nhiều con R. Vâng, đây là cái bài mà vâng đứng hết phủ bên trong. Một bài mà thường thấy của thường thấy đến từ các thủ Việt Nam hơn. Dài dài bắt đầu chuyển sang con R. Tham Hồng Anh đang là 44. Ra rất nhiều ruộng.
hàng dài dài đang chuyển sang rất nhiều con cùng R. Các bạn nhìn thấy số lượng cùng R rất đông tại nhà của dài dài. Và nhà dài đã kín rồi. Bây giờ dài có một tên móc cực ảo vào nhà của Hồng Anh. Kinh khủng tởm, những tên vẻ chăng chịt của dài dài. Và Hồng Anh mất một số lượng lạc đà đáng kể trong tình huống vừa rồi. Những pha vẻ rất khủng khiếp của dài dài. Vẫn có ông nào ở phía Trung Quốc không biết vẻ thì đứng đây nói chuyện với tôi nè. Vẻ hay như thế này mà không biết vẻ. Vâng, Tam vẫn đang giữ được 44, ăn thêm cái vàng nữa. Bây giờ lượng QR đang rất đông và đang tràn lên. Vâng, anh rất hồ báo phải chém luôn. QR giáp 4 rồi. QR đã giáp 4 dành cho game thủ dài dài. Vâng, dài đang có một bài đánh rất chuẩn bài. Vâng, chém thủ phù, sau đó thì chuyển QR để đối đầu với lại bài của Catanian. Cực kỳ chuẩn bài đến từ game thủ dài dài. Vâng, anh đang muốn tăng chiếc nhà BL tiếp theo, nhà BL thứ 3 thì phải. Nhưng mà vẫn chưa thấy quân của Zai đang ở đâu. Vậy Zai đang đứng tụ cùng. Nhưng phạm vệ của Zai Zai không phải là dạng vừa. Rất hay. L3 mình để đỡ tên này có vẻ là hơi xương. Có rồi. Nhưng anh tiếp tục có một. Và tỷ số được hình thành 2-0 dành cho Zai Zai. Rất bất ngờ. Vâng, bài rất xấu dành cho anh.